kệ sám hối. Cúi đầu lại trước Bồ Đề, con xin sám hối từ ngày ăn năn xưa nay lỗi phạm đều gắn do thân khẩu ý bị màng vô minh gây ra nghiệp xử cho mình sang sanh nại vòng chẳng tình xót thương giết ăn mặc bán không đường vì lòng tâm lỗi quên đường thiện nhân oan oan thương bao cõi trần trầm luân biển tối chịu phần khổ đau xén ra nhân vật khác nào hãy nhân nhân hãy mắng vào cha phải đại thêm trộm sản cốp tài công người cực nhọc hằng ngày làm cá lòng tham tinh đại lo ba mù kia cái nọ ấy mà lo thân hoặc nói quyến thuộc xa gần làm cho người phải lắm dần rang vang tà dâm tội trọng muôn ngàn liệu toàn chương sách làm đàn chẳng ngại vợ con người phải lầm thai mất chính thân thiết phải thai thiên đời xấu cha hộ mẹ nhiều lời xa về chồng vợ gà rời hứa thôi cộng ngôn xả dối ngoài môi chuyện không nói có rồi nói không dùng đời đâm thọng hai lòng phân chia quyến thuộc vợ chồng anh em măng giết chửi của pha rèm sớm vàng cô bác chị em không chừa nói lời vô ích dây dưa phi giờ quý bao mất chưa tới chiều uống rượu xanh hại gấm nhiều ham ăn mê ngủ nói liều chẳng kiến say xưa ngã chó đi xiên nằm bờ the bụi như điên khác nào gợn thâm con trí mòn hao nhiều người vì rượu biến bao hư nhà gian tham nhận của người ta mong sao đoạt được lòng ta mới ứng nên sanh nóng giận không chừng toan làm hại chúng băn khoăn trong lòng si mê tinh trả chẳng phòng nghe đâu reo đó không tâm tranh tàn chẳng tin phần pháp cao xa thầm thấm vi diệu bao ra trên đời nếu còn cố ý phạm lời hoặc là vô ý gọi đời điều gắn hoặc xuôi ca khác làm sàng hoặc nghe thấy ác lòng ăn vui theo và nhầm ngôi giới thật đều vì thân khẩu ý nhiều lầm sai rồi từ kim trước lâu dài đến kim hiện tại miệt mài âm phén hoàng vì tà kiến đã quen khinh khi tham bạo lòng bèn chẳng tin cho gần người chết hán sinh phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thai hoàng phạm thường kiến tội dài xong sao đến tháng sanh lại như thường tội nhiều kê cũng khôn lường vì con ngu dốt không thường phân minh dễ vui tham bào hại mình bởi chân không thấu vô minh nghiệp tàn cho nên trần thanh mới xa thôi tâm chẳng có sai qua thở đầu qua nên khờ giải đã lâu để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay khác nào bèo bị gió bay bên đến giữa biển lạc loài bờ sông xen con gọi nặng chậm chồng kim xưa cho đến hiện trong kiếp này con xin sám hối từ đây nguyện cầu tam bảo đức dài độ cho tội xưa chẳng hạn nhỏ to con nguyện nhưng cả chẳng cho thêm vào tâm lành dông trí nâng cao cải tà quy chánh chú vào phật môn cho con khỏi chốn mê hồn đến nơi cõi phật thấy tôn gần kề
thất vọng khổ nào tối mê, hướng niềm trần gian mỗi đời thành thơi. Từ nay dứt bỏ việc đời, gắn vành gieo sống chẳng đời công phu. Mà ai danh đời vốn số, con nguyện giữ hạnh người tu rất chẳng là trước là đổ vây bổn thân, sao dung quyên thuộc được phần thiếu diêu. Sám hối thời gửi đủ đều, duyên lành đều cũng ít nhiều cách say. Con xin hồi hương quả này, đâu đến quyên thuộc nơi đây cho thường. Trùng là răng rít tha phương, quần đà hoa vạn hoặc thường hiện nay. Chúng sanh ba giới vốn dòi, vô thường hộ trợ chẳng ai đâu đâu. Nghe lời thành thần thỉnh cầu, xin mau tổ hội bệnh đau quả này. Bằng ai xa cách trường hai, cầu xin thiên chung anh ngay với cùng. Ai đều thơ bánh thượng chúng, dân rồi tội rồi đốt vòng nạn ta. Ai nguyện nhiều thân chúng đức tài, đáng thành chánh quả bằng tay đạo lành. Nguyện cho phơ phá thành hành, đời đời thúi ngưỡng phước lành thế gian.